Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin chiều hàng ngày trên kênh Hoàng Linh Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối an lành. Trước khi đến với phần thông tin chi tiết, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức nóng hổi nhất trong suốt 24 giờ qua. Vĩnh Long ghi nhận 556 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong ngày và ghi nhận 7 trường hợp tử vong. Vĩnh Long đảm bảo các điều kiện chăm sóc F0 tại nhà. Bộ Y tế tiếp tục điều động nhân lực hỗ trợ địa phương chống dịch bệnh Covid-19. Kẻ trộm mang 6 tiền án. Và thông tin chi tiết các tin tức như sau. Mở đầu video như thường lệ là thông tin về số liệu diễn biến dịch bệnh Covid-19. Trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 12, toàn tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận 556 trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, 347 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Tại huyện Long Hồ là 263 trường hợp, huyện Mang Thít là 19 trường hợp, huyện Vũng Liêm là 52 trường hợp và huyện Bình Tân là 40 trường hợp. 55 trường hợp qua khám và sàng lọc tại cơ sở y tế. Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long là 10 trường hợp, bệnh viện y dược cổ truyền là 3 trường hợp, bệnh viện đa khoa Xuyên Á là 20 trường hợp, trung tâm y tế thành phố Vĩnh Long là 7 trường hợp, trung tâm y tế huyện Mang Thít là 8 trường hợp và trung tâm y tế huyện Bình Tân là 7 trường hợp. 154 trường hợp là F1 chuyển thành F0 đã được cách ly tại nhà trước đó. Tại huyện Long Hồ là 17 trường hợp, huyện Mang Thít là 73 trường hợp, huyện Vũng Liêm là 4 trường hợp, thị xã Bình Minh là 36 trường hợp và huyện Bình Tân là 24 trường hợp. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2021, Vĩnh Long ghi nhận thêm 7 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long lên con số 144 ca. Thông tin về các trường hợp tử vong. Trường hợp 1 là một bệnh nhân nữ 54 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Long, tử vong tại trung tâm hồi sức tích cực Vĩnh Long, được chuyển từ bệnh viện dã chiến số 5. Trường hợp 2 là một bệnh nhân nam 66 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Long, tử vong tại trung tâm hồi sức tích cực tỉnh Vĩnh Long, được chuyển từ bệnh viện dã chiến số 5. Trường hợp 3 là một bệnh nhân nữ 81 tuổi, có địa chỉ tại huyện Bình Tân, tử vong tại trung tâm hồi sức Covid-19, được chuyển từ trung tâm y tế thị xã Bình Minh. Trường hợp 4 là một bệnh nhân nam 74 tuổi, có địa chỉ tại thị xã Bình Minh, tử vong tại trung tâm hồi sức Covid-19 Vĩnh Long, được chuyển từ trung tâm y tế thị xã Bình Minh. Trường hợp 5 là một bệnh nhân nam 60 tuổi, có địa chỉ tại Mang Thít, tử vong tại trung tâm hồi sức Covid-19 Vĩnh Long. Trường hợp 6 là một bệnh nhân nam 52 tuổi, địa chỉ tại Vũng Liêm, tử vong tại trung tâm y tế Nguyễn Văn Thủ. Trường hợp 7 là một bệnh nhân nữ 92 tuổi, địa chỉ tại Vũng Liêm, tử vong tại nhà. Thông tin thứ hai mà kênh Quận Linh Vlog tổng hợp được về việc Vĩnh Long đảm bảo các điều kiện chăm sóc F0 tại nhà. Căn cứ vào báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân của tỉnh trước kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân của tỉnh khóa 10, đại biểu quan tâm thảo luận về nhiều vấn đề trên các lĩnh vực, trong đó có vấn đề về khó khăn trong việc sản xuất và tiêu thụ nông sản, việc tổ chức các tổ y tế cộng đồng để can thiệp kịp thời khi thực hiện điều trị F0 tại nhà. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có những giải trình làm rõ các ý kiến này. Về vấn đề chăm sóc F0 tại nhà, đại biểu thảo luận về việc tổ chức tổ y tế cộng đồng rất cần thiết để đảm bảo kịp thời các tình huống khẩn cấp khi thực hiện điều trị F0 tại nhà. Ngành y tế phải có giải pháp gì để đảm bảo ứng phó kịp thời? Đây là vấn đề cử tri trong tỉnh quan tâm. Ông Lữ Quang Ngời giải trình, nhằm ứng phó tình hình dịch bệnh Covid-19, số ca F0 và F1 tăng cao, tỉnh đã triển khai các giải pháp chăm sóc F0 và F1 tại cộng đồng theo quyết định số 2852 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch quản lý chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần hay còn gọi là F1 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, hướng dẫn thực hiện phương án quản lý chăm sóc bệnh nhân Covid-19 F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tại nhà. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã chỉ đạo công bố thành lập các tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng hay còn gọi là tổ Covid-19 cộng đồng, với thành phần của tổ gồm từ 3 đến 5 người là cán bộ khóm, ấp, tổ dân phố, các đoàn thể, tình nguyện viên tại khu dân cư,
trong đó phân công một đồng chí làm tổ trưởng. Tổ trưởng tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân cư hoặc trưởng ban quản lý tòa nhà, khu dân cư. Tổ phó sẽ là một nhân viên y tế có kinh nghiệm. Những người tham gia tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng cần được tiêm đủ 2 mũi vaccine, trừ những người đã nhiễm Covid-19. Nhiệm vụ chính của tổ chăm sóc là quản lý, theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú, đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Về nhân lực, mỗi khu vực dân cư có người nhiễm Covid-19 đang điều trị tại nhà có thể thành lập một hoặc nhiều tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19. Mỗi tổ ít nhất 3 người, có thể chăm sóc cho khoảng từ 10 đến 20 người F0, được cách ly tại nhà theo danh sách phân bổ cụ thể và báo cáo hàng ngày trạm y tế lưu động về tình hình sức khỏe F0 được giao quản lý, chăm sóc điều trị tại nhà. Tính đến ngày 6 tháng 12 năm 2021, tỉnh Vĩnh Long hiện có 5.248 tổ nhóm COVID-19 cộng đồng với 17.219 thành viên, 89 trạm y tế lưu động, 107 trạm y tế với 427 cán bộ y tế tham gia. Thông tin thứ ba là thông tin về việc Bộ Y tế tiếp tục điều động nhân lực hỗ trợ địa phương chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, quyết định phân công 14 bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong công tác quản lý điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và 10 tỉnh thành phía Nam. Bộ Y tế vừa tiếp tục phân công các bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong công tác quản lý điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, Bệnh viện Nhi Trung ương phụ trách chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh mắc COVID-19 tại cơ sở y tế của tỉnh Vĩnh Long. Trong thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam gia tăng, trong đó rất nhiều ca F0 tại cộng đồng. Việc gia tăng ca mắc COVID-19 khiến cho không ít tỉnh phải điều chỉnh cấp độ dịch, phải mở rộng cơ sở điều trị, thu dung. Đồng thời, một số địa phương đã triển khai cách ly, điều trị và theo dõi F0 tại nhà. Trong đợt dịch lần thứ tư, Bộ Y tế cùng các địa phương cũng đã điều động hơn 25.000 cán bộ y tế trực thuộc bộ, các bệnh viện tuyến trung ương, viện nghiên cứu, sinh viên các trường y dược và bệnh viện các tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã điều động và phân công hàng loạt bệnh viện tuyến trung ương thiết lập và phụ trách các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Nai và Cần Thơ. Phần cuối của video là thông tin về việc kẻ trộm mang 6 tiền án. Từ năm 2003 đến năm 2020, có đến 6 lần bị tuyên tù về tội trộm cắp tài sản, là thành tích bất hảo của Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1985, ngụ xã Phú Quế, huyện Long Hồ. Mỗi lần chấp hành xong án phạt, Tùng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục bất chấp pháp luật, lợi dụng sơ hở của người khác để lén lút trộm tài sản kiếm tiền tiêu xài. Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, cũng về tội danh này, Tùng lần lượt bị Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Tòa án Nhân dân huyện Bình Tân xử phạt các mức án từ 9 tháng đến 5 năm tù giam. Tuy nhiên, khi chấp hành xong các án phạt trên, Tùng tiếp tục sa chân vào con đường chơm chĩa. Theo hồ sơ vụ án, vì muốn có tiền tiêu xài mà không phải lao động, Nguyễn Thanh Tùng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người khác. Vào khoảng 5 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2021, Tùng điều khiển xe máy đến khu vực xã Hòa Phú, huyện Long Hồ để tìm tài sản để trộm. Đến trước nhà chị T, quan sát thấy cửa nhà đang mở, Tùng đậu xe bên ngoài rồi trèo rào vào. Đột nhập vào nhà, Tùng đi đến phòng ngủ, lấy trộm điện thoại di động hiệu Nokia, giấu vào trong túi quần. Sau đó tiếp tục trộm 4.510.000 đồng trong giỏ sách. Lúc này, chị T phát hiện, liền chi hô. Tùng cầm tài sản bỏ chạy thì bị người dân bắt giữ, giao nộp cho cơ quan công an. Qua kết luận định giá của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Long Hồ, điện thoại Nokia trị giá 600.000 đồng cùng với số tiền mặt, tổng tài sản mà Tùng trộm lấy là 5.110.000 đồng. Xét thấy hành vi của Nguyễn Thanh Tùng đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản, công an huyện Long Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Tại tòa, hội đồng xét xử nhận định bị cáo Tùng thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, không những xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của người khác mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bản thân bị cáo đã mang 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng không lấy đó làm bài học mà lại tiếp tục thực hiện hành vi này. Do bị cáo chưa được xóa án tích
nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Đây là tình tiết tăng nặng theo quy định của Bộ luật Hình sự. Do đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tùng 5 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 2 điều 173 Bộ luật Hình sự. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.